Em chào anh. Em. Vâng. Đi vào nhà. Dạ vâng. Ừ, nhà mình đi từ Hà Nội về đây mấy tiếng đấy? Dạ, dạ. Không, thế này là quá rộng rồi. Đang đi theo là mới nâng cấp phải không? Dạ vâng. Mẫu này là nó vẫn là cái mẫu cũ nhưng mà nó cải tiến mới. Tại vì cái lô trước Tết là nó sản xuất là ngưng sản xuất, sau đó thì nó ra cái lô mới này. Chính ra là cái hàng này là 2 tháng gần đây là nó không có hàng đâu. Mới về đấy. Điện cũng khá lâu rồi đấy, mấy tháng rồi. À thế ạ. Trên video từ Tết, từ chuẩn bị đến Tết là hết hàng. Thế là anh theo dõi kênh của em lâu chưa? Mới được vài tháng rồi. Mới chỉ có mấy tháng thôi. Anh dắt cho mình ngoại hình các thứ xem là nó có ok đúng như là trên quảng cáo không? Nếu như mà nay mai em sẽ có cái chương trình, nếu như ai mà theo dõi kênh của YouTube của bên chỗ loa kéo xanh em mà cứ 2 năm là sẽ được tặng quà. Trong điện thoại là còn tải về nhiều cái video cơ. À thế ạ. Chỗ mình đi không có sóng mình bật ra xem kiểu đấy. Dạ vâng. Chứng tỏ là anh cũng hâm mộ loa kéo xanh đấy. Nhìn thấy loa này anh thích mà. Con này nó có hai màu vàng hay màu xám. Đa số anh em miền Bắc mình thích màu xám hơn. Nếu mà màu vàng thì trong miền Nam. Đúng rồi, trong miền Nam thì người ta trộn màu vàng. Trộn màu vàng hơn. Vâng. Miền Bắc đây thì lại... Cái bản nâng cấp này thì nó sẽ nâng cấp thứ nhất là về mic, thứ hai là về cái bo mạch công suất. Thứ ba là về củ loa của nó thì nó cũng có một chút thay đổi. À, làng này thì đợt trong Tết cũng có mấy anh em xuống mua, cũng đi bán tải như này, có lấy 4 cái liền. Nhưng mà không phải dòng này, dòng bét à. 6920. Dạ vâng. Anh ở gần nhà anh lấy 4 cái chứ. À. Anh đi bán tải ấy. À rồi nhớ anh ấy rồi. 4 cái bét. 4 cái. 4 cái bét. 4 anh em mang một con Forenger xuống chở đi xong rồi còn buộc chằng dây cái thứ còn phủ cả. Hôm trời mưa. Phải còn phủ cả ni lông lên thì anh trở về đấy. Phải. Đây thì em sẽ hướng dẫn qua anh một số cái tính năng nhá. Cái này chắc anh cũng biết rồi nhưng mà biết em giới thiệu. Anh biết hết rồi. Vâng. Với lại anh cũng có nhưng mà không phải hàng. Cái này thì công tắc nguồn của nó thì nếu mà anh dùng bình anh gạt sang đây DC. Vâng. Còn nếu trong nhà anh dùng nguồn trực tiếp anh gạt sang AC cắm nguồn. Vâng. Còn nó sạc bình anh để ở giữa và anh cắm sạc. Thế con này bình ắc quy của nó là anh dùng ngoài trời thì khoảng độ 4 đến 6 tiếng hát karaoke hoặc nghe nhạc. Thế còn những cái nút chỉnh này là 3 nút màu đỏ này chỉnh nhạc anh nhá. Cái bình này nó chưa nâng cấp nhỉ. Bình thì nó vẫn là 14A. Thế nhưng mà nâng cấp lên được 20A. Đúng rồi, con này mà nâng được 20A thì nó trâu bò lắm, tại vì cái dòng này là nó tiết kiệm điện. Bình 14A của nó nhưng mà nó dùng phải tương đương những cái dòng khác bình 20 cùng công suất. Kể như nâng cấp được như lên như bét thì. Vâng. Mic của nó thì anh cái lắp pin và bật lên nó tự động nó bắt thôi, không cần phải chỉnh cái gì cả. Thế còn em tặng thêm anh một cái bộ pin sạc cho mic, tức là mình dùng hết mình có cắm vào đây mình sạc. Vâng. Đấy, có sẵn pin rồi, anh lắp sẵn pin rồi. Ừ, phải đấy. Rồi, mic nó là bản mới hết mà. Đúng rồi, nâng cấp. Anh cũng theo dõi cả cái kênh Artiso gì ấy. Vâng ạ. Trong miền Nam em Artiso thì tưởng tượng nó giống như là rượu ngâm ấy. Vâng, nó kéo Artiso đấy. Em cũng rất thích đi giao loa cho những vị khách, những tất cả các anh chị, cô chú mà đã hiểu biết, đã theo dõi rồi. Bởi vì khi mà họ theo dõi rồi thì chắc chắn là sẽ có một cái kiến thức rồi, trang bị cho mình kiến thức ấy. Thì em đỡ phải giới thiệu nhiều hơn. Đó. Anh thì anh thấy là cái màu lưới màu này thì theo cảm nhận của anh thì nó, với cái màu vàng thì anh cảm nhận nó như nào anh? Với anh thì màu này là quá ok, quá đẹp. Ừ. Nhìn trông nó cũng có một cái gì đó, nó không phải chói lóa quá anh không nhận đâu. Em hỏi thêm anh một chút là anh biết đến loa kéo xanh bên em là qua người giới thiệu hay là qua anh tìm trên mạng là anh thấy ạ? Anh nhìn search trên mạng kiểu anh cũng thích âm thanh một tí ấy. Dạ vâng. Thế là anh cứ gõ lên, thế là lên YouTube, thế là... À. Mấy anh là trước mua loa của em, mua 4 cái loa bét ấy, thì là mấy anh ấy là qua anh để biết được bên em mà hay là anh cũng lên mạng anh tìm là anh thấy nhỉ? Không, anh lên mạng anh tìm mà. À. Theo dõi từ năm ngoái rồi. Thế là nhìn thấy cũng kết lắm rồi, quyết định hôm nay cũng lấy đấy. Chắc là anh cũng định xây xong cái dinh cơ của mình xong xuôi thì anh bắt đầu mới cho loa vào phải không anh? Nhưng mà làm mãi cho xong, bây giờ ở nhà cũng một mình thôi cũng chán, thích có tí âm thanh về, đi làm về mệt mỏi về nên mình... Em nói thật với anh là anh em ấy, thì đi giao loa ấy, cũng được rất nhiều lời. Có như mỗi một, có như nhiều vị khách ở nhiều lời ấy. Thế nên cũng cảm thấy rất vui, vui ở chỗ là cái sự tin tưởng của khách hàng đối với loa kéo xanh. Hay là vùng miền nào cũng có những fan hâm mộ cũng như người thích về loa kéo xanh ấy. Hôm bữa là anh định xuống tận Hà Nội đấy, nhưng mà nghĩ thôi. Xa quá. Đi cũng không phải là xa, nhưng mà thấy anh em bên loa kéo xanh nhiệt tình giao tận nhà. Thế là ok thôi. Em hỏi thêm một chút nữa là khi mà anh thấy cái loa này thực tế thì cảm nhận của anh so với khi mà anh tưởng tượng nó thông qua video trên mạng thì anh thấy nó như thế nào? Vâng, cũng y đúc như trên mạng luôn. Cũng giống đúng không? Vâng.
Đấy là nhìn, còn bây giờ anh sẽ nghe. Anh sẽ nghe thử xem có giống như anh cảm nhận không. Test đây, test âm thanh cho này. Dạ vâng. Xác định con này là chỉ con này thôi à. Nghe nhạc nó rất là hay, cái dòng này đặc thù nghe nhạc cực kỳ hay. Nghe Bodido thì tuyệt vời rồi. Thằng Bét thì bát của nó đánh mạnh hơn, chắc hơn. Nhưng mà để nó sâu nó êm thì cái dòng này nghe nó sâu nó êm, nó nghe nó đích tai hơn. Chúng là mỗi con này nó đều có lượng fan nhất định. Tùy theo là cái sở thích của mỗi người, âm thanh thì mỗi người mà thích một kiểu. Mà đặc thù của loại này là anh chơi ngoài trời nó sẽ hay hơn ở trong nhà rất là nhiều. Chẳng như nhà anh mới làm, chưa có những cái đồ vật, chưa có những vật tiêu âm ấy. Thì là anh hát trong nhà nó khá là ù đấy, nó rội âm nhiều. Nhưng mà ngoài trời này nó thoáng, mình hát rất là hay. Ý nữa là theo em nghĩ là anh sẽ trồng nhiều lan, nhiều nước ở nhiều cây cảnh này. Là một cái bàn đá cái thứ ở góc này góc kia. Cái khuôn viên này của anh nếu mà để mà đầu tư nó đẹp lắm. Có phải làm chứ. Đẹp lắm. Làm nó rộng rãi. Mà đặc biệt là cái rộng như này thì đúng là ngồi đâu uống bia hát hò cũng thoải mái, không ảnh hưởng ai. YouTube anh tư vấn nghe giọng cũng rõ ràng là trầm ấm. Nghe thích xem chứ. Chỉ mong sao là khách hàng cũng như là tất cả anh chị em ấy là cứ coi cái kênh YouTube của Loa Kéo Xanh giống như cái món ăn gọi là tinh thần ấy. Thế là cái niềm vui của Loa Kéo Xanh của tất cả anh em trong ekip là hạnh phúc lắm rồi. Anh hay đi rừng không có mạng ngay tại đây này. À ôi rồi. Đây phải anh Minh không? Đấy. À đúng rồi. Tải đây về xem. Đếm sơ sơ nó cũng có khoảng hơn 20 cái cái video tải xuống của Loa Kéo Xanh rồi. Bố Sinh nhỉ? Vâng. Thế là anh là cũng là một fan cứng của Bố Sinh. Vâng. Nhưng anh đi vào trong rừng đó là công việc của anh là anh vẫn làm gỗ à anh? Đi làm gỗ. À vâng. Anh em thích uống rượu lâm lâm không? Có một tiếng thì lâm cho anh em một ít về lâm nhé. Thôi ạ. Lâm này thì có trên này mới có. Rượu anh? Để em thử vào xem nào. Có. Úi dồi ôi. Cái này uống vào mà nó bảo là kiểu như một người khỏe mà hai người vui vào ngay. Phải đó. Anh ơi cho thêm em đại cảm ơn anh. Vừa lên vừa bán hàng vừa nhận được tiền lại nhận được cả quà của anh. Cái này thì có trên này mới có, không phải nhà nào cũng có đâu mà. Vâng. Anh lại còn nhận được cả quà của khách của anh gửi cho thế này thì em có muốn lên đầy mãi à. Em xin phép anh nhé. Rất cảm ơn anh đã tin tưởng và ủng hộ Loa Kéo Xanh. Thì em chúc anh sẽ có nhiều niềm vui với chiếc loa kéo này.